Hello, xin chào và chào mừng bạn đã tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của Mai Sơn. Trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ chỉ cho các bạn một cái kỹ năng mà chỉ cần chúng ta sở hữu cái kỹ năng này thôi là chúng ta có thể ứng dụng nó, tận dụng nó để có thể kiếm tiền không những bằng một cách, hai cách mà có thể là mở rộng tư duy ra kiếm tiền bằng ba cách, bốn cách và có thể ứng dụng nó, tận dụng nó, mở rộng cái tư duy của chúng ta ra để chúng ta có thể là kiếm thêm thu nhập dành cho bản thân mình mọi người nhá. Nếu chúng ta đang còn khó khăn trong cái việc kiếm thu nhập ấy thì các bạn nhất định xem hết video này, mình sẽ chỉ cho các bạn một vài cách kiếm thêm thu nhập rất là dễ mà nó dài hạn chứ nó không phải là ngắn hạn làm chụp giật làm từng cái app nhỏ lẻ một ấy. Như các bạn xem trên YouTube thì có các cái app làm nhiệm vụ này làm nhiệm vụ kia, nhưng mà Mason không, Mason chơi một cái là dài hạn luôn đó. Chúng ta sở hữu cho mình một cái kỹ năng, một cái nghề để kiếm tiền mọi người nhá. Ok, chúng ta bắt đầu với video ngày hôm nay. Và chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mai Sơn. Trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ chỉ cho các bạn bốn cách đấy để các bạn có thể kiếm từ 10 đến 20 triệu một tháng với cái phần mềm Telegram. Trong thị trường crypto này thì hầu như ai cũng có Telegram đúng không ạ? Nhưng mà ít người biết là chúng ta có thể sử dụng cái Telegram này để chúng ta có thể kiếm thêm được tiền mọi người nhá. Thế thì trong cái thời gian vừa rồi ấy thì Sơn cũng ngồi và Sơn suy nghĩ về cái mục đích đấy, mình xây dựng ra cái kênh YouTube Mason này nó là làm cái gì đó. Mọi người có thể vào trang YouTube của Mason thì mọi người thấy Mason đăng rất là nhiều thứ đúng không nào, từ tâm sự này, podcast này, rồi piano này, rồi crypto này, rồi kéo Zalo này, Telegram này, airdrop này, rồi hit này đấy, rồi chơi sàn này. Mason chia sẻ rất là nhiều thứ trên cái kênh YouTube của Mason, nhưng Sơn ngồi Sơn suy nghĩ ấy thì Sơn tự chung lại là cái kênh YouTube này của mình đó, cái mục đích của mình lập ra đó là giúp các bạn kiếm thêm được thu nhập là cái phần chính mọi người nhá. Giúp các bạn kiếm thêm được thu nhập là cái mục tiêu cuối cùng của Mason, mà nếu mà Mason không làm được cái điều đấy á thì là cái kênh YouTube này nó thất bại rồi mọi người. Vì cái kênh này lập ra để được cái mục đích đấy mà mọi người. Đó, và cái sự khác biệt của Mason nữa ấy, đó là kiếm tiền nhưng mà nó lại phải là đơn giản nữa cơ. Đó, nó không phức tạp cơ. Ví dụ như các cái kỹ năng khác thì nó rất là phức tạp, nhưng đối với Mason ấy thì trước đây chia sẻ thực sự với các bạn thì mình học đại học thì mình cũng đi dạy gia sư mọi người, mình dạy gia sư 4 năm học đại học luôn để kiếm thêm được thu nhập cho bản thân mọi người. Nên là cái kỹ năng trình bày truyền tải vấn đề của mình ấy, nó rất là đơn giản. Đấy, mình đã dạy các em lớp 4, lớp 5 này, lớp 6, lớp 7, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 mình đã dạy tất rồi. Và các em ấy thì sau một thời gian học thì các bạn đấy đều có chung một cái nhận xét rằng là Mason truyền tải nó rất là dễ hiểu. Các bạn có công nhận cái điều ấy không ạ? Nếu mà các bạn đã xem kênh của Mason từ cách đây vài tháng đến nay thì các bạn chắc chắn sẽ có một cái nhận xét đó là cái kênh YouTube của Mason nó rất là dễ hiểu đúng không mọi người. Không phải là mình tự nhận thế đâu mà nhiều bạn nói như thế nên mình mới thấy ở cũng đúng đấy. Đấy, ví dụ như trong cái group của mình này, bạn Hà Ly mới nói luôn này, anh Sơn nhiệt tình lắm mà bài giảng của anh cũng dễ hiểu và hay nữa. Tự nhiên mình lại nghĩ đến ồ, có khi là cái thời gian đi dạy gia sư nó cũng giúp ích ấy một ít cho cái việc làm của mình bây giờ. Đó, tự nhiên mình lại thấy rất là biết ơn cái quãng thời gian mình đi làm gia sư để mình có cái kỹ năng truyền tải nó như ngày hôm nay. Các bạn hãy thông cảm cho mình một chút, những video của mình nói nó rất là dài. Tuy nhiên dài là nó có mục đích đấy mọi người. Dài là để truyền tải hết ý, và mình dẫn dắt từ cái bước nhỏ này đến cái bước nhỏ kia, rồi đi đến cái mục đích mà mình muốn nói, chứ không phải là mình cố tình kéo dài ra để lấy thời gian làm gì đâu mọi người. Đấy, càng dài thì các bạn càng chán, các bạn càng bỏ đi thôi. Chứ mình cũng không muốn là video của mình nó dài như vậy đâu. Những video các bạn có thể thấy này, 37 phút này, 17 phút này, 21 phút này, 20 phút này, 20 phút này, đều là cái khoảng thời gian 20-30 phút trở lên. Đó, những video ngắn thì cũng tầm trên 10 phút, video này 51 phút này. Mình không muốn làm dài như vậy đâu, nhưng mà mình muốn truyền tải hết cái ý của mình tới các bạn. Đấy, nên là các bạn thông cảm cho mình. Nếu mà các bạn có góp ý gì thêm thì các bạn hãy comment xuống dưới cho Mason biết nhá. Mason cũng cố gắng làm ngắn lắm rồi nhưng mà không được. Đấy thì thôi, các bạn cứ thông cảm cho mình một chút xíu như thế ha. Thì cái video này cũng vậy, chắc chắn nó cũng sẽ dài đấy. Nhưng mà mình tin rằng ấy, nếu mà các bạn xem hết video này, xem tường tận, chi tiết, cụ thể, từng bước, từng tí một ấy, thì mình tin chắc rằng mình sẽ truyền tải cho các bạn những cái ý nó cũng khá là hay. Đó, khá là hay so với bản thân mình thấy nó hay thì mình chia sẻ cho các bạn. Đó, được chưa nào? Đấy, thế thì trong vòng 2 tuần trở lại đây ấy, thì Mason có đăng video hướng dẫn các bạn này tuyển rep các cái dự án HIP,
kiếm từ 500 đến 1.000 đô một tháng. Và trong cái video này thì mình có chia sẻ thêm một cái công cụ, đó là cái công cụ Ninja Telegram, và có cái chức năng là kéo member. Đó, như các bạn thấy này, tính năng của cái phần mềm Ninja Telegram này, đó là có ba cái tính năng chính. Thứ nhất là nó quét thành viên nhóm từ cái group mà mình đã tham gia. Đó thì nó sẽ quét hết toàn bộ cái member từ một cái group mình đã chỉ định. Đấy, thứ nhất là như thế nha. Cái thứ hai là sau khi nó đã quét xong thì nó có cái tính năng là add những cái thành viên đã quét đấy vào cái nhóm của mình. Đó, nó quét xong, sau nó bê toàn bộ những cái nó quét vào cái nhóm của mình ha. Và có cái tính năng thứ ba nữa, đó là cái tính năng nhắn tin tự động này. Nó có thể nhắn tin tới hàng loạt những cái list mà danh sách chúng ta đã quét ra. Ok, thì cái phần mềm này nó cứ tính năng như vậy. Đó, nó chỉ có một vài cái tính năng như vậy thôi. Nhưng các bạn đừng có xem thường nó nha. Nó chỉ có tính năng nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nó giúp mình trong thời gian vừa rồi kiếm được rất là nhiều tiền rồi mọi người. Không phải là rất nhiều, đó cũng tương đối, nó cũng đủ giúp cho mình ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà mình thấy cái công việc nó rất là nhàn, nó rất là đơn giản, và nó có thể tạo ra cái nguồn thu nhập hàng tháng cố định cho mình. Nó như thế là một cái công việc làm công ăn lương đấy mọi người. Hàng tháng có một cái khoản cố định, các bạn đừng có xem thường nó nha. Công việc nó rất là đơn giản. Mình lấy ví dụ, mình so sánh, mình ví von một tí này. Đó, ví dụ như các nghề truyền thống, ví dụ như nghề lái xe đi. Thì chúng ta kiếm tiền bằng cách nào? Chúng ta có một cái kỹ năng, đó là kỹ năng lái xe. Ví dụ như chúng ta làm Grab, xe ôm công nghệ, thì chúng ta kỹ năng lái xe máy, đúng không nào? Chuyên chở khách từ nơi này sang nơi khác. Hoặc là chúng ta làm lái ô tô thì chúng ta cũng có một cái kỹ năng, đó là kỹ năng lái ô tô và chở khách từ nơi này qua nơi khác, là chúng ta đã có thể kiếm tiền được rồi, đúng không mọi người? Đó, chỉ cần một kỹ năng thôi là kiếm được tiền rồi. Đó, ngoài cái lái xe ra thì nghề đánh giày làm sao ạ? Cũng cần một kỹ năng thôi, đó là kỹ năng làm sạch cái đôi giày cho khách, đúng không nào? Làm sạch được đôi giày cho khách là một cái kỹ năng. Đó, là một cái kỹ năng nho nhỏ thôi, nhưng mà từ đó thì chúng ta đã có thể là kiếm được tiền rồi. Nghề phi công nữa, phi công thì sao? Chúng ta có một cái kỹ năng, đó là kỹ năng lái máy bay. Đó, lái máy bay chuyên chở khách từ nơi này qua nơi khác, từ địa điểm này tới địa điểm khác, là chúng ta kiếm không phải là nhiều tiền mà là rất là nhiều tiền rồi, đúng không mọi người? Chỉ cần một kỹ năng thôi. Đó, ví dụ nghề truyền thống là như vậy. Còn các cái nghề online thì sao? Đó, ví dụ như sale web thì chúng ta chỉ cần một kỹ năng, đó là sale web, là chúng ta đã có thể kiếm tiền rồi. Còn chạy ad thì chúng ta lại cũng chỉ cần một kỹ năng thôi, chạy ad thật là giỏi vào là chúng ta đã kiếm rất là nhiều tiền rồi. Làm YouTube cũng vậy, làm TikTok cũng vậy, làm Facebook cũng vậy. Chúng ta chỉ cần sở hữu một cái kỹ năng duy nhất, mà nếu cái kỹ năng đấy master ấy thì chúng ta không sợ đói luôn mọi người. Không sợ đói, không nói gì là làm giàu nhé. Ví dụ các bạn, mình biết rất là nhiều người chạy Google Ads, chạy Facebook Ads kiếm tiền tỷ là nó đơn giản lắm. Đó, nên là chúng ta hãy sở hữu cho mình một cái kỹ năng. Đó, và cái đúc rút của mình ra ấy, đó là chúng ta chỉ cần sở hữu một kỹ năng. Đó, sở hữu một cái kỹ năng duy nhất thôi. Đó, nếu mà chúng ta càng giỏi cái kỹ năng đấy, master cái kỹ năng đó, thì chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Mọi người thấy có hợp lý không ạ? Như chiều nay mình đi làm về, mình đi qua cái đoạn Lotte đấy, cái tòa Lotte ở Kim Mã đấy. Đấy, Kim Mã, thì mình nhìn thấy có một cái đội đang treo dây đấy, từ trên xuống lau kính mọi người. Mình tự nhiên mình nghĩ ra, ồ các bạn này cũng chỉ có một kỹ năng thôi, đó là kỹ năng lau kính. Đó là các bạn ấy có thể là kiếm được tiền rồi, đúng là mọi người. Là rất nhiều người muốn trả tiền để thuê chúng ta làm cái công việc mà chúng ta giỏi rồi, đúng không? Đó, thế thì mình đúc rút ra được một cái điều này, đó là chúng ta hãy sở hữu cho mình một cái kỹ năng, và giỏi cái kỹ năng đấy lên, master cái kỹ năng đấy lên, là chúng ta đã có thể kiếm được rất là nhiều tiền rồi. Đó, và cái kỹ năng hôm nay mình muốn nói đó là cái kỹ năng kéo member từ group này qua group khác, kéo member từ cái group đối thủ sang cái group của mình, và xây cái group của mình thật lớn, thật hùng mạnh, thật nhiều thành viên nào. Đó là cái kỹ năng mà Mason muốn trình bày trong cái ngày hôm nay. Và Mason sẽ phân tích cho các bạn chúng ta kiếm tiền từ nó như thế nào mọi người nhé. Mọi người hãy xem kỹ đi, xem chúng ta có thể dùng cái kỹ năng này để kiếm tiền như thế nào. Cái cách kiếm tiền số 1 mà Mason muốn nói về cái kỹ năng này, đó là công việc làm Affiliate Marketing mọi người. Làm Affiliate Marketing, kéo member mà làm được Affiliate Marketing nhé mọi người. Đó, ví dụ như cái dự án HIP thì Sơn đã phân tích rất là kỹ trong video này rồi. Chúng ta chỉ cần kéo member từ group hit của đối thủ sang group hit của mình và đăng cái dự án của mình vào trong đó, là chúng ta có thể kiếm từ 500 đến 1.000 đô một tháng rồi mọi người ơi. Nó rất là đơn giản nhá.
đó, kéo member từ group đối thủ sang group của mình và đăng dự án của mình vào trong đó, thì những cái người đã từng chơi hip trước đây, họ thấy cái dự án của mình thì khả năng cao họ sẽ tiếp tục chơi hip tiếp, và họ có thể là đăng ký dưới đường link của mình và nạp tiền dưới đường link của mình đó. Thì là cái cách này kiếm tiền khá là đơn giản, khá là hiệu quả, và mình đã giúp trong tuần vừa rồi hơn 50 bạn dùng cái phương pháp này, và ai cũng đã đạt được cái kết quả nhất định rồi mọi người, ai cũng đã đạt được kết quả nhất định, không ít thì nhiều đó. Cái cách số 2 mà chúng ta có thể làm nữa đó là làm airdrop mọi người, airdrop như các cái group Telegram về airdrop ấy, thì họ cũng chỉ là các cái thành viên làm airdrop và họ share cái dự án của họ lên trên đó. Vậy cái công việc của chúng ta có thể là gì? Chúng ta kéo những cái member từ group airdrop khác sang cái group airdrop của mình, và mình lại đăng cái dự án airdrop của mình vào trong đó. Như các bạn biết thì làm airdrop nếu mà tự cheat ấy, cheat máy tự làm thì nó rất là vất vả, nó rất là khó khăn. Nhưng nếu mà chúng ta build được cái cộng đồng của mình, build được cái cộng đồng làm airdrop của mình, thì cái công việc nó rất là nhàn. Chúng ta tuyển rep airdrop nó rất là nhàn, nó không vất vả bằng việc là chúng ta đi cheat máy tính, không nào chúng ta đi fake IP rồi tạo ra hàng loạt MetaMask, tạo ra hàng loạt Telegram để chúng ta đi làm nhiệm vụ, nó cực khổ lắm mọi người. Nhưng mà nếu chúng ta sở hữu được một cái cộng đồng làm airdrop thì chúng ta đăng cái dự án của mình lên thì nó rất là đơn giản và nó rất là hiệu quả mọi người nhá. Và cái cách thứ ba trong cái làm affiliate nữa đó là làm các dự án về BO, binary option mọi người, quyền chọn nhị phân đấy. Ngày xưa mình thì cũng dính vào cái này rồi, nhưng mà hồi đấy là mình là người chơi đó, mình chơi. Nhưng mà bây giờ mình rút kinh nghiệm là mình không chơi nữa, chơi thì mấy cái này chỉ có chết thôi đó. Mà mình là người giới thiệu thì mình ăn đủ luôn mọi người đấy. Các cái dự án này thì kiếm có thể ít, nhưng các cái dự án về BO này, Forex này, hoặc là những cái dự án về Baccarat đấy, Kutabet, những cái đây người ta giao dịch với volume rất là lớn, và chúng ta ăn hồng là dựa trên volume đấy, ăn hồng dựa trên volume. Đây là cái tiềm năng thu nhập nó rất là kinh khủng mọi người, nó rất là lớn. Như các bạn bán hàng, chúng ta ví dụ như bán các cái sản phẩm vật lý, như thế là bán một đôi giày hay một cái áo, một cái lãi từ 50 đến 70, chúng ta bán được 100 cái thì chúng ta vẫn chưa gọi là quá thành công đúng không nào. Nhưng trong thị trường crypto này, nếu mà chúng ta tuyển được 100 rep BO nhé, tuyển được 100 cái thằng rep BO này, hoặc 100 cái thằng rep về Baccarat này, thì tiền đúng là đổ ngập đầu luôn. Đó, mọi người thấy có đúng không ạ? Nếu mà mọi người đã từng trải qua này thì mọi người sẽ chắc chắn là sẽ đồng cảm với Mason ở cái lĩnh vực này đúng không nào? Đó. Các cái Forex chứng khoán thì nó cũng tương tự như cái BO này mọi người nhá. Forex thì chúng ta kéo từ group Forex bên này sang group của chúng ta và chúng ta chuyển đổi dần họ ha. Chứng khoán cũng vậy, kéo từ group chứng khoán bên này qua cái group chứng khoán của chúng ta và chúng ta chuyển đổi dần họ. Đấy, Baccarat cũng thế, kéo từ Baccarat bên này qua bên này và đăng các cái dự án của chúng ta lên thì sẽ có tỷ lệ chuyển đổi nhất định. Nếu mà chúng ta học thêm về marketing và nâng cao số rep của mình lên, nó rất là nhiều. Đó là cái cách kiếm tiền số 1 mà chúng ta nếu sở hữu được cái kỹ năng kéo mem Telegram thì chúng ta có thể kiếm tiền được trong những cái ngách này. Nó rất là đơn giản và nó rất là hiệu quả, và cái tiềm năng thì mọi người có thể thấy rồi đấy. Những cái này thì volume giao dịch nó rất là lớn và chúng ta có thể kiếm được khá đấy. Cái cách kiếm tiền số 2 mà Sơn muốn nói nữa đó là bán hàng mọi người ơi. Sơn lấy ví dụ thôi nhá, lấy ví dụ một cái này, một cái case study thôi nhá. Đấy, ở đây thì Sơn biết là chắc chắn là chúng ta cũng đã trên 18 tuổi hết rồi đúng không nào, nên là mình cứ tâm sự thoải mái đi, không ngần ngại gì. Đó, những cái người hoạt động trên Telegram ấy, mình biết rất là nhiều, có các cái group người lớn 18 cộng đúng không nào. Đó, rất là nhiều group 18 cộng thì chúng ta hoàn toàn có thể là kéo hết những người trong cái group 18 cộng đấy ở bên này qua cái group mà chúng ta quản lý, và chúng ta đang bán hàng cái gì ạ? Bán cái sản phẩm sinh lý mọi người ơi. Mọi người có biết sản phẩm sinh lý nó như thế nào không? Nó rất là đắt đấy nhá mọi người. Nếu mà sử dụng cái Adflex thì mọi người biết nếu mà có hoa hồng ở một cái sản phẩm sinh lý thì nó rơi vào tầm 600.000 đến 700.000 trên một đơn đấy. Cái nền tảng Adflex này chuyên các cái sản phẩm sinh lý này đó, thì những cái người mà quan tâm đến lĩnh vực người lớn đúng không nào, những người trên 18 cộng đúng không nào, thì nếu chúng ta sở hữu những cái danh sách đấy, ví dụ chúng ta sở hữu 100.000 người quan tâm đến lĩnh vực người lớn, thì mọi người thấy khai thác có xuể không ạ? Khai thác có xuể không? Mà mấy cái group đấy nó đông đảo lắm. Những cái group khác thì mình thấy nó ít, nhưng mà mấy cái group về cái lĩnh vực 18 cộng này mình thấy rất là nhiều, và kéo mem thì gọi là thao hồ luôn.
một cái số lượng mem gọi là vô bờ bến luôn, kéo hoài không hết luôn. Và nếu mà chúng ta tư duy ấy, những cái người này ấy, mà chúng ta bán những cái sản phẩm về sức khỏe này, sinh lý này, đấy, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực này, những cái đấy mà bán cho đúng đối tượng thì mọi người cảm nhận thấy bán có rẻ không ạ? Đó là một cái case study thôi. Chúng ta có thể hoàn toàn mở rộng tư duy ra, kéo những cái nhóm khác đó. Nhưng mà mình thấy trên Telegram thì cái nhóm lĩnh vực hoạt động về cái này thì nó rất là nhiều. Đấy, nó rất là nhiều. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể là làm cái công việc là kéo mem và bán các sản phẩm mà chúng ta hướng tới. Cái ví dụ này là mình nói về bán cái sản phẩm sinh lý mọi người nhá. Sản phẩm sinh lý này nhá. Và cái thứ hai mà chúng ta có thể kinh doanh, nếu mà chúng ta làm mấy cái ngách người lớn này, thì là chúng ta có thể là kéo hết họ về một group. Đấy, kéo hết họ về một group. Và chúng ta để cái group này là group public. Đấy, và chúng ta có thể bán quyền truy cập vào cái group private, là cái group kín, riêng tư mà người dùng người ta cần phải trả tiền. Đấy, ví dụ như vài chục ngàn một tháng, 100 ngàn một tháng, để được vào cái group nó up level, nó nâng cao hơn, nó premium, nó plus hơn. Đấy, nó nhiều cái hay ho và cập nhật nó nhanh hơn, thì chúng ta có thể là hoàn toàn bán cái quyền vào group nhá. Hoàn toàn bán được cái quyền vào group. Như mọi người biết có cái ông đu đỉnh crypto trên TikTok đấy, đấy cũng làm như vậy, cũng bán quyền truy cập vào group VIP, nhưng mà về chơi coin thì cứ một lần ông giới thiệu thành công vào được group VIP thì ông ấy ăn là 3,5 triệu nha mọi người, ăn 3,5 triệu. Và cứ ngày thì mình thấy ông ấy kiếm đâu tầm chục đơn đấy, và có tháng thì ông ấy chia sẻ là được là 300 người vào group VIP, thì 300 × 3 triệu, hàng tỷ đồng một tháng mọi người nhé, hàng tỷ đồng một tháng. Nếu mà chúng ta biết cách chuyển đổi nữa thì nó quá là dễ kiếm tiền luôn đấy. Đấy, tiềm năng rất là lớn đấy mọi người. Đó là bán quyền vào các cái group VIP mọi người nhá. Đó là cái cách kiếm tiền số 2 nếu mà chúng ta sở hữu được cái kỹ năng kéo member, được chưa? Cái thứ ba mà Sơn muốn nói nữa, nếu mà chúng ta có kỹ năng này là chúng ta hoàn toàn có thể là đi bán cái group mà chúng ta đã kéo. Đúng nào? Chúng ta sở hữu được cái kỹ năng kéo, chúng ta hoàn toàn có thể là bán cái group đấy đi. Đấy, ví dụ chúng ta kéo được 10.000 member vào group Telegram về một lĩnh vực gì, thì chúng ta đem bán cái group đấy đi, và giá bây giờ nó rất là cao. Đấy, giá bây giờ rất là cao. Mình hỏi cái bạn chăm sóc khách hàng của mình bên Ninja, bây giờ một group Telegram 1.000 người giá dao động từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, tùy thuộc vào chất lượng mem đó. Chúng ta hoàn toàn một ngày có thể kéo 500 mem, kéo 1.000 mem, kéo 2.000 mem, thì mọi người cứ tự nhân ra nhá. Và mọi người liệu có suy nghĩ rằng là ngoài kia họ có nhu cầu mua group không? Nhiều lắm mọi người ơi, nhiều lắm. Đấy, mọi người có thể lên Facebook hội mua bán Telegram, hội mua bán group Telegram, hoạt động rất sôi nổi, rất là nhộn nhịp. Nếu mà chúng ta có group thì chúng ta đem bán phút mốt thôi mọi người. Đó là cái cách kiếm tiền số 3, đó là đi bán group. Chúng ta hoàn toàn có thể là bán group về lĩnh vực này, lĩnh vực kia, hàng ngày chúng ta kéo về nhiều lĩnh vực khác nhau, thì đó là một cách kiếm tiền cũng khá là hay. Đó là cách kiếm tiền số 3 mà Sơn muốn trình bày. Và cách kiếm tiền số 4 nữa ấy, đó là làm kênh YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác. Nếu mà mọi người làm kênh YouTube ấy thì mọi người hiểu rằng này, nếu mà chúng ta làm một kênh thì nó sẽ có cái này này, nó sẽ có tỷ lệ hiển thị mình có thể cho mọi người xem này. Ví dụ như cái trang, cái video mới nhất của mình đi, đấy, xem số liệu phân tích video này, thì nó có phạm vi tiếp cận này, nó có 1,7 nghìn lượt hiển thị hình thu nhỏ đó, và cái tỷ lệ nhấp vào là 9,6%, và có 265 lượt xem cái video này, và cái video này lại mình lại tuyển được mấy chục rep trong cái dự án mà mình share. Đấy là cái tính năng gọi là SEO YouTube mọi người nhá, SEO SEO nhá. Đó, còn nếu mà chạy Google Ads thì mình cho mọi người xem luôn cái tài khoản chạy Google Ads, cái video của mình này, cái video mà mình chạy Telegram này, trong khoảng thời gian từ mùng 1 tháng 11 đến mùng 8 tháng 11 thì mình chạy ads này thì được 40.000 lượt hiển thị hình thu nhỏ này, và tỷ lệ nhấp là 2,7%, và chi phí hết là 800.000 đồng. Vậy chúng ta phải bỏ ra 800.000 đồng để được 40.000 lượt hiển thị hình thu nhỏ, mọi người hình dung ra không ạ? Đó là cái vụ chạy Google Ads nhá. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta sử dụng cái cách kéo mem Telegram của mình để chúng ta gọi là bổ trợ cho cái kênh YouTube của mình ấy, nếu mà chúng ta sở hữu được group 100.000 member, hay giả sử như thế đi, kéo được 10 group, mỗi group 10.000 member đi, thì chúng ta hoàn toàn có thể là đăng cái video YouTube của chúng ta vào trong group Telegram, và chúng ta kéo những cái con người ở trong Telegram ấy
đi về kênh YouTube của chúng ta, đúng không? Chúng ta điều hướng họ sang đến YouTube của chúng ta, và cứ mua 100.000 người như vậy thì mình cho là có 10% đọc rồi đi, thì đã có 10.000 lượt hiển thị hình thu nhỏ rồi, có đúng nào? 10.000 lượt hiển thị hình thu nhỏ rồi. Và nếu mà chúng ta chia ra 10.000 lượt hiển thị hình thu nhỏ này có phải là tương ứng là 200.000 rồi không? Cứ đăng vào đấy là được 200.000 rồi không? Đó, và 200.000 lượt xem này, như Sơn cho các bạn xem cái video này của mình này, đó, mình chạy quảng cáo cho video này thì mình có thêm được là 65 người đăng ký mới. Đấy, mọi người có thấy không? 7.000 lượt xem và 65 lượt đăng ký mới. Vậy nếu mà chúng ta điều hướng từ Telegram sang cái kênh của mình, nếu mà chúng ta sở hữu được 10.000 người thì chúng ta có phải là được khoảng là 100-200 người đăng ký mới, là điều rất là đơn giản không mọi người? Và đây là cái cách phát triển kênh YouTube cũng khá là hay, khá là đơn giản. Đó, nên là mọi người thấy không? Nếu mà chúng ta sở hữu được một cộng đồng, một group thì chúng ta điều hướng họ đi đâu cũng được, điều hướng đi đâu cũng được. Chúng ta có thể hoàn toàn là không kéo sang YouTube, mà chúng ta có thể kéo sang Facebook, kéo sang TikTok, kéo sang những cái nền tảng mạng xã hội khác mà chúng ta làm. Đó, phụ thuộc vào tư duy chúng ta thôi. Chúng ta làm kênh nào thì chúng ta hoàn toàn có thể là kéo từ bên này sang bên kia. Đó, nó rất là hay mọi người nhá. Đó. Và một cái sự thật đấy, đó là nếu mà chúng ta sở hữu được cái kỹ năng này thì kiếm được bao nhiêu tiền hoàn toàn là do cái tư duy của mình thôi mọi người. Hoàn toàn là do cái tư duy thôi. Nó không phải là cố định mình nói như trên là 10-20 triệu đâu. Đó, nếu mà chúng ta làm cái việc là kéo mem về cái BO, kéo mem về cái background, mà chúng ta chuyển đổi họ thành cái rep của chúng ta tầm được 100 rep thôi, thì nó hoàn toàn là 30-50 triệu, có khi là 100 triệu cũng nên. Đó, có tiềm năng nha mọi người. Mày Sơn nói là có tiềm năng được như thế nha. Nhưng mà tất nhiên thì chúng ta phải đánh đổi, chúng ta phải dành rất là nhiều thời gian công sức cho nó và tìm ra những cái thủ thuật, và chúng ta cũng sẽ gặp những cái khó khăn trong quá trình làm thôi. Tất nhiên điều gì cũng là như thế mọi người ạ. Đó, kiếm được bao nhiêu tiền là hoàn toàn là do tư duy nha mọi người, hoàn toàn là do tư duy và do cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta lựa chọn. Đấy, lựa chọn là quan trọng hơn sự nỗ lực mọi người nhá. Nếu mà chúng ta lựa chọn bán cái sản phẩm giá thấp, một cái lãi 5.000, 10.000 thì biết đến bao giờ mới giàu được. Nhưng mà nếu chúng ta lựa chọn bán sản phẩm giá cao, lựa chọn bán những cái ngách cao ấy, chúng ta lựa chọn những cái ngách kiếm được tiền này, BO này, HIP này, chứng khoán này, background này, thì hoàn toàn chúng ta có thể là kiếm được thu nhập rất là lớn. Đó, mọi người thấy cái tư duy nó có đáng giá không ạ? Nó có giá trị không ạ? Đó, mình có cái so sánh này này. Nếu mà chúng ta làm là nghề lái xe, đúng không nào? Làm nghề lái xe thì chúng ta có thể là làm lái xe máy, đúng không nào? Chở một người thôi thì thu nhập nó sẽ thấp nhất này. Nhưng nếu chúng ta làm lái xe hơi, chở được 4 người thì thu nhập nó sẽ cao hơn. Và nếu mà chúng ta làm cái nghề phi công ấy, chở hàng trăm, hàng nghìn người như vậy thì thu nhập nó có phải là cao nhất không ạ? Cùng một kỹ năng là vận chuyển người từ chỗ này qua chỗ khác, nhưng chúng ta tăng cái số lượng lên, đúng không? Chúng ta làm một cái công việc nó lớn lên thì hoàn toàn chúng ta có thể tăng được cái thu nhập. Vậy đấy, cái kỹ năng kéo mem nó cũng như vậy. Chúng ta hoàn toàn có cái kỹ năng kéo mem, nhưng mà chúng ta lựa chọn cái dự án nào, chúng ta làm cái gì thì nó sẽ dẫn đến cái kết quả khác nhau mọi người nhé. Chúng ta làm cái ngách này nó kiếm được ít, nhưng mà làm cái ngách khác nó lại kiếm được nhiều. Đó, vậy sau khi Mason phân tích được 4 cái cách kiếm tiền nó hay như vậy rồi thì chắc hẳn các bạn cũng có một cái câu hỏi, đó là ồ hay quá Mason, bây giờ Mason chỉ luôn đi, bây giờ mình cần phải làm gì để bắt đầu luôn với cái hình thức này. Thì Mason chia sẻ cho các bạn thì chúng ta cần có hai thứ thôi. Thứ nhất đó là cái tool kéo member Telegram. Đó, tool kéo member chúng ta không thể làm bằng tay được đâu mọi người ơi. Cái này chắc chắn là phải có tool nha. Có tool thì mới làm được, tool nó làm tự động cho mình, chứ mình không đi kéo bằng tay nó mệt mỏi và nó không đủ sức của mình mà chúng ta làm được mà cũng không được bao nhiêu hết. Thì chúng ta cần là cần một cái tool kéo member Telegram. Đó, và cái thứ hai nữa đó là cái kỹ năng kéo member. Đấy, có tool rồi nhưng mà chúng ta không biết sử dụng thì tool cũng bỏ xó thôi. Đó, và chúng ta cần phải có kỹ năng kéo member nhá mọi người. Và cái tin vui cho mọi người ấy là Mason, tin vui này, Mason đang cung cấp, đấy, đang cung cấp cả hai cái thứ này, cả hai thứ này luôn, cả hai thứ này luôn nhá. Mason cung cấp cả tool kéo member Telegram và Mason cung cấp luôn cả cái kỹ năng kéo mem Telegram. Đó, cái tool thì mọi người có thể vào cái trang gọi là phần mềm Ninja Telegram này, mọi người đọc này, nó có giá là từ
3 triệu đồng một năm, 5 triệu đồng 2 năm và 10 triệu đồng là vĩnh viễn. Đó. Nhưng nếu mà các bạn may mắn xem được video này ấy, thì Mason đang cung cấp cái tool Telegram này một với mức giá vô cùng là ưu đãi. Mọi người có thể vào cái trang tâm sự crypto.com này của mình để vào đặt cái tool Telegram nhé. Mason cung cấp cái tool này là bạn vĩnh viễn luôn, bạn vĩnh viễn dùng 60 năm cuộc đời luôn. Và Mason cung cấp luôn cả cái kỹ năng kéo mem này, hướng dẫn từ A tới Z kéo mem như nào luôn, khó khăn gì hỗ trợ luôn, ultra view luôn, hỗ trợ một một luôn. Đó, mọi người có thể vào đây mọi người đọc này. Toàn bộ khi mà mua cái phần mềm của Mason thì mọi người sẽ nhận được những cái lợi ích sau này. Thứ nhất là hướng dẫn sử dụng phần mềm để tuyển rep, các cái ngách hip này, ngách sàn, ngách crypto này, và bằng free traffic, tức là làm bằng Telegram đấy. Đó. Và cái thứ hai mọi người nhận được nữa đó là mở rộng phần mềm ra để làm các cái mảng khác như là chứng khoán, forex, casino. Đó. Cái thứ ba đó là cái tool. Đấy, tất nhiên rồi, một cái tool và một cái key sử dụng cho một máy tính. Đó, sử dụng cho một máy tính trọn đời. Đó, vĩnh viễn luôn. Cái thứ tư nữa đó là cái hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyên sâu từ A tới Z, hỗ trợ ultra view khi có khó khăn vướng mắc, và tặng thêm cho các bạn 10 khóa học Google Ads từ cơ bản đến chuyên sâu luôn. Nếu chúng ta kết hợp làm free traffic và paid traffic thì mình tặng luôn cho các bạn 10 cái khóa học Google Ads này từ cơ bản đến chuyên sâu luôn mọi người nhá. Mọi người có thể vào cái trang tâm sự crypto.com này, mọi người tham khảo mọi người nhá. Đó. Ok, vậy là video ngày hôm nay Mason đã trình bày cho các bạn xong đấy, 4 cách kiếm tiền từ cái kỹ năng kéo member Telegram. Đó, và mình biết rằng ấy, có những bạn xem video này thấy rất là hay. Đó, rất là hay, nhưng để im, không làm gì cả. Ok, vậy thì Mason xin chúc các bạn vẫn tiếp tục cái công việc của mình một cách chân chu mọi người nhá. Và mình cũng biết rằng có những bạn xem xong video này hành động luôn, chiến luôn, làm luôn, đó, thử luôn, mới biết đâu lại thành công trong cái lĩnh vực mới này, đúng không nào? Thế thì mình chúc các bạn ấy, dù các bạn như nào thì mình xin chúc các bạn là thành công. Đó. Action nào. Action nào. Mọi người nhá. Ok, video ngày hôm nay của Mason đến đây thôi, cũng khá là dài rồi. Và Mason xin chúc các bạn dù làm lĩnh vực gì thì thành công trong lĩnh vực mình lựa chọn mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tuyệt vời tiếp theo. Xin chào.